Roma đoạn 1. Phaolô, tôi tớ Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời. Là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời tôi về đức tin anh em đã đồn khắp cả thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi trong mọi khi tôi cầu nguyện. Thường xin Đức Chúa Trời bởi ý muốn Ngài, sao lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã bao phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em, cũng như trong dân ngoại khác, song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người và rét lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Greek. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được là dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tiên kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thay thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ôn đúc tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mách,
chê, chẳng tin kính, sắc sự, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự dặn, làm giữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.